Hello anh em, chào anh em một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình lên tiếp gà cho anh em xem tham khảo nha. Hôm nay mình lên hai em. Mã số 1, gà vàng 2.8. Tay nó còn ốm nha anh em. Con này nó có một cái biệt tài của nó nha. Nếu mà anh em thích thì tham khảo bên Zalo rồi có gì liên hệ với mình nha anh em. Số 2 gà xanh 3.5 kg nha anh em. Con này là hàng ngoại hạng luôn nha anh em. Tay gần ok luôn nha anh em. Còn bên đây là gà mình mới vô nha. Chặn bên đây là 2.4 kg, 2.5 kg nha anh em. Nó khi nào mà tay gân ok thì mình báo tiếp cho anh em xem luôn nha. Đó, còn đây là mình mới vô lồng nha anh em. Rồi gà mà được thì mình vô đây rồi mình báo cho anh em xem luôn nha. Đó, đây là gà tơ mình mới vừa vô luôn nè anh em. Đó, còn hôm nay thì mình lên hai em này cho anh em xem tham khảo trước nha. Rồi từ giờ tới 30 tháng 4 mình gà gân tay gân ok rồi mình vô tiếp cho anh em xem nha. Còn hôm nay là mình lên cho anh em xem hai con này trước. Rồi chào anh em nha. Cảm ơn em đã xem video của mình nha.